Châu xin kính chào quý anh chị và các khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay, Mary sẽ nói về cách phục vụ khách hàng. Trong làm ăn, trong thương trường, sự thành công bền vững tùy thuộc nhiều yếu tố quan trọng như tài chính, điều hành. Nhưng trong một những điều quan trọng nhất, đó là sự phục vụ và làm cho khách hàng hài lòng. Điều này có thể nhiều người trong chúng ta nhận thức đó là một việc tất nhiên. Nhưng đi sâu vào chi tiết thì làm thế nào và cách nào để giữ được người khách để trở lại với chúng ta thường xuyên? Điều quan trọng là chúng ta cần biết làm sao để vấn đề phục vụ này được điều đặn từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng. Và tiếp diễn điều đặn thì chắc chắn sự thành công sẽ mang tính chất bảo đảm. Người ta thường bảo tìm được khách là mới khó, làm sao giữ được khách hàng lại là khó hơn. Với chúng ta thì đó là dấu chỉ của sự phục vụ thành công. Như thế chúng ta có thể bàn về đề tài này ngày hôm nay, đó là chỉnh đốn cách phục vụ khách hàng. Nhưng chỉnh đốn như thế nào? Khi nói đến chỉnh đốn, có thể quý anh chị và các bạn cho là có thể những tiệm ăn chỉnh đốn lại những cái tiệm cũ thành những tiệm mới. Xin thưa là không hẳn như thế. Vì chỉnh đốn cũng bắt đầu với những doanh nghiệp bắt đầu. Nhất là trong ngành nail và spa là nơi tiếp cận trực tiếp và nguồn khách đến để phục vụ hàng ngày, nhất là đối với những tiệm đông khách bận rộn suốt ngày. Trước hết, chúng ta cần nhớ 3 điều quan trọng để chỉnh đốn. Thứ nhất là về học về cách quản lý nhân sự. Chúng ta biết con người là vốn quan trọng nhất trong các loại vốn. Bởi vì con người tạo lập ra được của cải, vật chất, do đó tìm được nhân sự yêu nghề, hết lòng, năng nổ và sẵn sàng siêng năng làm việc cho chúng ta thì có thể cho là cơ hội thăng tiến bằng cách học hỏi. Nhưng nếu bạn muốn cho mình có một chuyên môn, nghĩa là đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề trong nghề nghiệp của mình, ví dụ như nghề kinh doanh nail chẳng hạn, thì bạn hãy tìm đến nơi chuyên nghiệp trong ngành nail. Hiện nay, có thể nói ngành nail còn ít những lớp huấn luyện dạy cho chúng ta hiểu biết chi tiết và tổng quát về cách quản lý nhân sự. Nhưng bạn cũng có thể tham khảo với công ty chuyên ngành như MC Spa Franchise là công ty có những lớp và tư vấn cho nghề nail và spa. Thứ hai là sau khi học hỏi xong, bạn xem lại các service của mình. Nghĩa là trong các món hàng, các dịch vụ mà tiệm của bạn đã làm, cái nào cần giữ lại, cái nào theo nhu cầu khách hàng còn thích nữa thì hoặc không thích nữa chúng ta bỏ đi chẳng hạn. Chúng ta cũng không vì một vài người khách thích làm dịch vụ đó mà sự thu nhập chẳng là bao nhiêu. Như thế sẽ không thuận lợi cho việc kinh doanh theo thị hiếu và nhu cầu thay đổi của thị trường. Thứ ba là quảng cáo. Bạn cần đánh mạnh vào chương trình quảng cáo của mình. Và quảng cáo có nhiều phương pháp để tiếp cận thẳng với khách hàng và làm sao để cho sự hiệu quả. Điều bạn cần ghi nhớ, quảng cáo cũng cần phải học hỏi và có phương pháp, vì nếu không thì tiền mất tật mang. Như thế, Mary đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn 3 điều căn bản như chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bước vào trong sự thành công trong thương trường. Bạn cần lưu ý sự thành công không chỉ tùy thuộc vào sự nỗ lực mà còn tùy thuộc vào sự bền bỉ và ý chí quyết tâm của mình. Như thế thì trong kinh doanh bạn cũng cần phải học như thế nào. Bạn học về tâm lý con người. Con người ở đây bao gồm khách hàng và nhân viên. Bạn hiểu khách muốn gì và bạn cũng phải hiểu nhân viên họ cần những gì nơi bạn. Nhân viên họ cần nơi bạn sự lãnh đạo chỉ huy. Khách hàng cần nhân viên của bạn sự ân cần phục vụ và làm cho họ hài lòng. Nếu bạn hiểu như thế thì kinh doanh của bạn không có lý do gì không thành công. Như thế, bạn cần học hỏi chuyên môn theo mô hình kinh doanh có bài bản, có công thức và khoa học để tìm kiếm ra chiếc chìa khóa. Như thế bây giờ bạn cần nhất là chìa khóa chỉnh đốn. Bạn sẽ phải chỉnh đốn lại từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Hãy ghi xuống một danh sách những gì cần thay đổi, những gì cần phải làm thêm, những gì cần phải xúc tiến trong thời gian trước mắt ra sao. Tất cả những việc này cần diễn ra trình tự
để bạn không phải bận tâm là việc quá nhiều chẳng hạn, hoặc là có đi đến đâu hay không. Mary biết có nhiều bạn rất siêng năng nhưng thiếu sự kiên nhẫn để đi đến cùng đích của vấn đề. Do vậy, việc chỉnh đốn sự phục vụ khách hàng có thể xem là ưu tiên hàng đầu. Nếu anh chị cần được sự trợ giúp, giúp đỡ, hãy ghi danh tham dự khóa hội thảo ngành nail vào ngày 21 tháng 6 năm 2016 do công ty MC Spa Franchise thực hiện, và với những diễn giả sẽ giúp cho anh chị và các bạn nắm vững được những điều căn bản để giải quyết các tình trạng khó khăn đang gặp phải. Xin gọi cho Mary ở số điện thoại 844-626-2452. Xin nhắc lại 844-626-2452. Thân mến, chúc quý anh chị và các bạn thành công! Rất vui được tái ngộ cùng với quý vị trong chương trình Nail View, một góc nhìn ra trong ngành nail và spa. Vừa rồi quý vị vừa được theo dõi phần nói chuyện của chị Mary Châu, là sáng lập viên của công ty MC Spa Franchise, một công ty nhượng quyền thương mại trong ngành nail và spa. Trong buổi hội thoại ngày hôm nay của chương trình Nail View, ngoài sự xuất hiện của Nhân Trần, chị Mary Châu và Nguyên Khoa, lần đầu tiên đến với chương trình, cô Xuân An là một chuyên gia địa ốc. Rất vui được chào đón Xuân An cũng như là chị Mary và Nguyên Kha. Chắc mời em có đôi lời với khán giả. Dạ vâng, cũng chào anh Nhân và chào quý khán giả của đài Nail View. Mary Châu xin kính chào quý khán giả của đài. Nguyên Kha xin kính chào quý vị đang quay lại với chương trình Nail View, một chương trình mà đang rất là nóng. Đã nói là Nail View thì rất là nhiều người view, đúng không anh Nhân? Đúng rồi. Mà không những vậy nữa mà sao tuần này hơi ngộ nha, hình như không có hẹn trước mà sau nay lên là bốn người đều làm màu đen hết trơn là sao vậy? Màu đen nhìn vui dễ sợ luôn. Nếu mà cái này mà bốn cô ngồi là người ta sẽ nói là tứ đại mỹ nhân. Nhưng mà từ vì có Nhân với Khai trong này cho nên không biết bây giờ mình xưng hô bằng cái gì đây Kha ha. Thì mình cứ xưng hô như vậy đi. Như vậy đi. Em không thể nào làm mỹ nhân được. Nhưng mà chương trình Nail View tuần này thì chắc trước khi đi vào cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, cho phép Nhân Trần gửi lời chúc mừng đến công ty MC Spa Franchise. Đã cầm được cái postcard trong tay, rất là vui. Đây là một cái niềm vui cho công ty MC Spa Franchise đã đặt chân đến vùng đất của tiểu bang Texas, đó là thành phố Plano trong thuộc thành phố Dallas. Coming soon, cho nên là ngày sắp sửa tới đây quý vị hãy ráng theo dõi những chương trình Nail View cũng như là những chương trình truyền thông của công ty MC Spa Franchise sẽ nhận được những cái thông tin mới về cái địa điểm này sắp sửa khai trương, nằm ngay trên 8900 Ohio Drive, Plano, Texas. Rất là đẹp thưa chị. Không biết là chị đến với chương trình ngày hôm nay với một cái niềm vui như thế nào, chị có thể chia sẻ được hay không? Thật sự đến với các anh chị em là mình vui rồi, và đến có cái cơ hội ngồi để nói chuyện với khán giả của Nail View thì cái đó là cái niềm vui rất là vui. Tuy nhiên giống như là Nhân Trần mới nói là share một cái thông tin, ở tại Plano, tiểu bang Texas thì công ty đã có 4 cái location. Vâng. Và một trong những cái location sẽ sắp khai trương những ngày sắp tới. Riêng những cái location khác thì cũng đang là under construction. Thành ra cái niềm vui của mình là có các anh chị em ở tại vùng Texas đã hưởng ứng và bước vào với cái gọi là cái ngành nail chuyên nghiệp, đó là kinh doanh trong cái ngành nail với công ty MC Franchise. Không biết là mọi người cảm thấy sao nhưng mà riêng Nguyên Kha á, mà mỗi lần mà với danh nghĩa là một thành viên trong công ty, thì khi mà nghe chị Mary nói là sắp sửa có một cái tiệm mở grand opening, wow, mình thấy vui vui và mình cảm thấy là mình rất là hứng khởi vì mình muốn được tới đó và chứng kiến cái cảm giác của những cái người dân nơi đó, họ phản ứng như thế nào, và những cái người thợ họ sẽ more excited, và chắc chắn là Nguyên Kha sẽ tới đó. Cái này là ghê lắm nè, cái này là thả dây để mà được đi chơi nè, cái này là mong đợi để được gì đi ra sắm nè, đúng không? Thú thật đi. Rồi với bạn Kha đó cũng rất nhiều và Kha hy vọng là Kha sẽ giới thiệu tới đó. Không, thật sự thì tiểu bang Texas nói chung cũng như Dallas là một thành phố rất là lý tưởng. Ngoài Orlando, như trước nay mình cũng đã từng chia sẻ với quý khán giả nhiều, nhưng mà Texas, Dallas là một cái nơi mà mình nên về, đó là tại vì nó đang phát triển rất là mạnh, đặc biệt là trong cái lĩnh vực địa ốc.
là trong năm rồi không, là cái vấn đề tỷ lệ phần trăm nó lên tới gần 9%, ngang ngửa với thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California. Và đó cũng là lý do mà ngày hôm nay chương trình Nelview mời Xuân An đến với chương trình, là vì với một cái góc nhìn của một người chuyên về trong cái địa ốc và cũng đã giúp đỡ cho đồng hương Việt Nam rất là nhiều trong cái vấn đề tìm địa mặt bằng cũng như là chọn những cái ngôi nhà lý tưởng. Thì đối với Xuân An, lần đầu tiên đến với chương trình như thế này, thì Xuân An có thể chia sẻ một chút hiểu biết gì cái ngành nail của mình được hay không? Em thì chưa bao giờ làm nail, nhưng mà em biết tại vì gia đình em với lại bạn bè thì cũng có rất nhiều người làm nail. Thì em nghe nói rất là nhiều câu chuyện mà cũng làm cái cũng rất là vui, mà có nhiều câu chuyện cũng làm mình cũng là cũng như sợ giùm người ta, tại vì nghe nói là nó có nhiều chuyện xảy ra trong tiệm nail, như là nào là giành khách hay là đánh lộn rồi chọi đồ với nhau, là cũng sợ lắm. Em nghĩ chứ bây giờ nếu mà em vô đó chắc em phải học võ trước khi em vô. Không, cái này cái đến chính là biết võ nha, xuống nghe vậy đó, biết võ hình như mấy năm có đai đai như đai đen luôn rồi. Vậy nếu mà Nhân làm chủ tiệm nail chắc Nhân không dám đứng xuống ăn đâu. Rồi sao thật sự cái võ là để mà đâu có phải để mà học mà đánh nhau đúng không? Dạ, vâng. Để mình tự vệ thôi đúng không? Tự vệ thôi. Nó cũng là tự tin nữa. Tự tin. Nhưng mà trong nãy là Xuân An nói là Xuân An cũng có tìm hiểu về vấn đề cái ngành nail của Việt Nam mình đúng không? Yeah. Nhưng mà trong cái lĩnh vực mà làm việc chuyên nghiệp của Xuân An đó, thì Xuân An có tiếp xúc với khách đồng hương Việt Nam mình nhiều hay không? Đặc biệt là những anh chị em làm nail. Dạ, yeah, em cũng có tiếp xúc rất là nhiều. Thì em thấy là hồi hết cái những người mà đến với em là có một cái problem, tức là cũng giống nhau, tức là tại vì khai thuế là khai tiền rất là ít, làm sao mà mượn tiền để mua nhà. Thành ra em mới đề nghị với họ là thứ nhất, cách dễ nhất là tìm người co-sign. Cách thứ hai có thể là mượn là FHA, tức là mượn những cái loan mà gọi là Federal Housing Administration, tức là có nhà nước nó bảo trợ đó, thì nó dễ hơn, thì không cần phải khai tiền lương nhiều, hay là cái credit không cần phải cao, thì mà bỏ ra payment cũng có thể thấp hơn. Rồi cách thứ ba là mượn private, tức là mượn những công ty riêng, công ty tư đó, thì cái tiền đó thì chính cái là nó cao nhưng mà nó dễ mượn hơn. Đây là một cái gọi là một cái chủ đề rất là quan trọng mà trong cái chương trình Nelview ngày hôm nay, thì anh em chúng tôi ráng mổ xẻ làm sao để chúng ta cùng san sẻ cái khó khăn đó và làm sao để vượt qua được những cái khó khăn đó, là tại vì làm nail nhiều tiền mà không mua được căn nhà này cũng hơi uổng đúng không? Yeah. Tuy nhiên xin quý vị đừng rời làn sóng, chương trình này được bảo trợ bởi công ty MC Spa Franchise, là một công ty nhượng quyền thương mại trong ngành nail và spa. Mọi chi tiết muốn tìm hiểu thêm về công ty nhượng quyền thương mại này, xin quý vị liên lạc về 844-626-2452. Xin quý vị đừng rời làn sóng, anh em chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.